Thì thí dụ khi các bạn làm xong cái này rồi, xong rồi bạn bị chậm chút xíu, các bạn chịu khó nha. Các bạn nghe thầy rõ không? Có ai bị vấn đề gì không? Nếu nếu mà nghe thầy không rõ hay là nó bị cái vấn đề gì phải la lên để thầy nói lại nha. Chứ không thôi là bị mốt bị miss đó. Trong đây nếu sau khi các bạn làm xong này rồi mà các bạn quay vô đây các bạn làm lại. Đúng chưa? Các bạn làm lại. Các bạn làm lại cái 11 này. Rồi xong tới ngày 23 tây tháng 10. Cái tới bữa đó thầy tổng hợp danh sách để đi thi. Cái bữa đó các bạn bị làm sai một câu mà các bạn chưa làm lại được. Cái bên này nó bị cái bài quỳ 1 nó còn 90% thôi. Hiểu không? Cái bài quỳ 1 này nó chỉ còn 90% thôi. Thì khi mà thầy kiểm tra dữ liệu á, phòng đào tạo sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Phòng đào tạo thấy, ủa sao bạn Nguyễn Văn A này bài quỳ 1 chưa hoàn thành mà sao có trong danh sách thi. Đó. Thì lúc đó là các bạn bị hoang mang. Cho nên khi làm này được 10 điểm rồi, 8 bài này được 10 điểm hết rồi thì đừng đụng tới nó nữa. Các bạn muốn ôn tập thì các bạn vô đây. Cái final test nè. Đó. Ở đây các bạn có một cái bài test. Và các bạn có thể vô đây để làm. Đó, câu 1, câu 2, câu 3 rất là nhiều bài tập trong đây để các bạn ôn tập. Được chưa? Thầy recommend các bạn cái bài test này thì không có bắt buộc các bạn làm. Nhưng các bạn có thể vô đây để ôn bài. Rồi, hiểu chưa? Em bị lắc hả? Thầy ơi, em chưa vào group Phạm Phú Nhường. Điều anh, thầy ơi, em mới vô lại.